Ngọc Anh xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Và ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé! Vén màn quá khứ chưa từng tiết lộ của Hứa Minh Đạt và bí mật cuộc hôn nhân với Lâm Vĩ Dạ Vừa qua, Hứa Minh Đạt có lần hiếm hoi chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất cũng như là cuộc hôn nhân nổi tiếng với Lâm Vĩ Dạ. Những tâm sự của nam diễn viên khiến công chúng hiểu hơn về con người anh. Hứa Minh Đạt là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt. Bên cạnh nổi tiếng nhờ những vai diễn, anh còn gây chú ý nhờ cuộc hôn nhân với Lâm Vĩ Dạ. Vừa qua khi tham gia chương trình Ký ức Sài Gòn, Hứa Minh Đạt có lần hiếm hoi bật mí về đời tư của mình. Theo lời Hứa Minh Đạt, anh lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình thương của người cha. Bố mẹ ly dị khi nam diễn viên còn nhỏ, về sau anh sống cùng mẹ ở khu người Hoa quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi theo học sân khấu điện ảnh, Hứa Minh Đạt mới đến nhà cậu ở nhờ. Thời gian mới vào nghề, anh đi sớm về khuya, một mình tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Nhớ lại ngày đó Hứa Minh Đạt không quên được lần làm MC cho một sân khấu hài. Bản thân không có kinh nghiệm nhưng nghe các xe đến 20.000 đồng một đêm, anh nhận lời ngay lập tức. Mở đầu, nam diễn viên dẫn khá chân chu, nhưng đến lúc giới thiệu tiết mục của nghệ sĩ, Hứa Minh Đạt lại nói nhầm danh hài tấn beo thành danh hèo. Sự cố giở khóc giở cười đó khiến đàn anh chọc ghẹo anh mãi. Về sau, Hứa Minh Đạt học thêm diễn xuất ở nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, tấn beo Hữu Lộc. Anh lập nhóm với Hoàng Chuột và bắt đầu đi diễn đúp cho những nghệ sĩ đến trễ, sự nghiệp của ông xã Lâm Vĩ Dạ nổi bật sau khi về với sân khấu 5B, thành kép hề và cái tên ăn khách ở đây. Không chỉ diễn trên sân khấu, anh còn được mời đóng MV, sự thành công trong MV nô lệ tình yêu của Hồ Việt Trung giúp hứa minh đạt được mệnh danh là ông hoàng MV, có thêm nhiều lời mời hợp tác. Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ với Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt cho biết, sau khi tốt nghiệp sân khấu điện ảnh, anh được thầy chủ nhiệm của bà xã mời tham gia hỗ trợ cho tiết mục thi của cô ở phường. Khi đó họ vào vai vợ chồng, nhưng tình cảm ngoài đời đơn thuần là anh em mà thôi. Hứa Minh Đạt giữ khoảng cách vì biết đối phương đã có người yêu, nhưng Lâm Vĩ Dạ thì khác, cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với đàn anh. Hứa Minh Đạt kể lại, sau vở kịch, Dạ tương tư tôi và đồn cho cả trường nghe là cả hai đang gặp với nhau. Dạ còn tìm xin số điện thoại và nhắn tin cho tôi, nhưng lúc đó tôi khuyên dạ nên tập trung vào việc học. Bị đàn anh từ chối, Lâm Vĩ Dạ không buồn quá lâu và có người yêu mới. Tuy nhiên, một thời gian sau họ lại gặp nhau cùng hợp tác trong một vở kịch cho nụ cười mới. Cả hai lúc này lại đều vừa chia tay người yêu, bắt đầu có sự đồng cảm rồi yêu mến nhau lúc nào chẳng hay. Năm 2010 họ quyết định về chung một nhà khi tuổi đời còn rất trẻ. Giờ đây Lâm Vĩ Dạ có sự nghiệp thăng hoa, Hứa Minh Đạt thì trầm lặng hơn một chút so với vợ. Khi được hỏi liệu có chạy lòng về điều này hay không, nam diễn viên tỏ ra thoải mái. Không có gì buồn vì ở nhà vợ tôi cũng đã hơn tôi rồi. Vừa rồi là những thông tin vừa tổng hợp trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.